Hòa Ái và chân Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ 6 ngày 30 tháng 3 với một số tin tức đáng chú ý. Philippines xây bến tàu trên đảo Thị Tứ. Nhật và Nam Hàn chuẩn bị bắn rơi hỏa tiễn Bắc Hàn nếu xâm nhập không phận. Kính thưa quý vị, nguyên chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình đã bị tòa kết án 20 năm tù trong phiên xử diễn ra hôm nay ở Hải Phòng. Đây là mức án cao nhất trong khung hình phạt dành cho tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa hôm nay chỉ xử vụ bị cáo làm thiệt hại hơn 43 triệu đô la tiền nhà nước vì đã quyết định sai nguyên tắc khi mua tàu du lịch Hoa Sen. Tuy tập đoàn Vinasin tính đến khi sụp đổ đã gây thiệt hại khoảng 86.000 tỷ đồng, tương đương hơn 4 tỷ đô la. Hãng tin AFP mô tả ông Phạm Thanh Bình là người đứng mũi chịu sào trong việc quản lý bừa bãi một đại công ty chủ lực của nền kinh tế Việt Nam làm chao đảo lòng tin của giới đầu tư. Vẫn theo tin này, uy tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bị ảnh hưởng vì ông đã bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinasin, tức tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Ông Phạm Thanh Bình được cho là có quan hệ thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngoài ông Phạm Thanh Bình chịu án 20 năm tù, 7 bị cáo làm việc ở tập đoàn Vinasin và các công ty con cũng bị tuyên án từ 3 đến 19 năm tù. Thưa quý vị, Philippines sẽ thực thi chủ quyền lãnh hải và xây một bến tàu tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết sẽ cho xây bến tàu này trên một đảo lớn nhất trong số 5 đảo Phi đang kiểm soát mà Manila gọi là đảo Paasa, từng được Việt Nam đặt tên là đảo Thị Tứ. Thông cáo của Bộ Ngoại giao khẳng định rằng đảo Paasa là của Philippines và Philippines thực thi chủ quyền lãnh hải của mình tại biển Tây Philippines, tức Biển Đông. Vẫn theo văn bản này, việc xây bến tàu ở đó là sự thực hiện rõ rệt chủ quyền của Manila. Hiện quân đội Philippines kiểm soát 5 đảo ở quần đảo Trường Sa, kể cả đảo Paasa vừa nói, hình thành nhóm đảo ấy thành một thị trấn của Phi có tên là Kailaana, tức là thị trấn tự do. Những hình chụp từ vệ tinh cho thấy Bắc Hàn đang ráo riết sửa soạn phóng vệ tinh, trong khi chính phủ Nhật Bản khẳng định sẽ bắn hạ tên lửa của Bắc Hàn nếu an ninh của Nhật bị đe dọa. Các tấm ảnh chụp từ vệ tinh được phổ biến từ hôm qua trên một website cho thấy công nhân Bắc Hàn đang tích cực hoạt động ở điểm đặt giàn phóng. Tin tức đều nói là Bắc Hàn đã bắt đầu nạp nhiên liệu vào tên lửa. Bình Nhưỡng nói sẽ phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 16 tháng tới. Tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản là ông Naoki Tanaka cho hay đã chỉ thị cho các đơn vị phòng không phải sẵn sàng để bắn hạ tên lửa của Bắc Hàn một khi chiếc hỏa tiễn xâm nhập không phận của Nhật trên đường đưa vệ tinh vào không gian. Bộ trưởng Phủ Thủ tướng của Nhật Bản là ông Osamu Fujimura cũng lên tiếng kêu gọi dân chúng bình tĩnh, nói thêm rằng quyết định bắn hạ tên lửa của Bắc Hàn chỉ được đưa ra trong tình huống xấu nhất. Chính phủ Nam Hàn cũng đưa ra phát biểu tương tự, nói sẽ bắn hạ tên lửa của Bắc Hàn trong trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa. Tuần trước, Tổng thống Philippines đã chính thức yêu cầu sự giúp đỡ của Hoa Kỳ vì có thể vỏ tên lửa sau khi sử dụng xong sẽ rớt trong hải phận của Phi. Theo ông phụ tá Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell, những tin tức mà Washington thu thập được nói rằng đường phóng tên lửa của Bắc Hàn có thể ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn kéo dài từ Australia, Indonesia đến Philippines. 48 tiếng đồng hồ trước khi phòng phiếu mở cửa để cử tri bỏ phiếu chọn đại biểu trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ túc, lãnh tụ đối lập ông Sanjuji nói rằng chưa chắc cuộc bầu cử sẽ diễn ra theo đúng tinh thần tự do dân chủ như mọi người mong đợi nhưng không cản trở được ý chí muốn xây dựng đất nước của mọi người bà ông Sanjuji cho biết đã xảy ra những trường hợp đánh phá bêu xấu các ứng viên của liên đoàn toàn quốc đấu tranh cho dân chủ nhưng bà tin rằng cử tri miếng điện khắp nơi sẽ ủng hộ tiếng nói đối lập cuộc bầu cử quốc hội bổ túc diễn ra vào ngày chủ nhật tới đây và cử tri miến sẽ chọn 45 đại biểu. Hoa Kỳ và EU đều bày tỏ dấu hiệu cho thấy sẽ hủy bỏ hoặc giảm bớt mức độ cấm vận nếu cuộc bầu cử diễn ra công bằng. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afa.tiengviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ á châu tự do info Quý khán thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Hoài wow, và Trần Như xin kính chào tạm biệt quý vị.